chúng ta có thể tìm hiểu cái uh, Gx asia Asia, à, cái quỹ mà David cũng đã vận hành được khá là lâu rồi. cụ thể là à, nó được à, vận hành trên 5 năm, cũng như là tích hợp tất cả các cái giao dịch như là no-loss system, hedging system, cũng như là một số các giải pháp để chúng ta có thể à, chia sẻ lợi nhuận. Cái về cơ bản ấy sau khi chúng ta đăng ký ở gfx Asia chúng ta phải cập nhật thứ nhất là cái bảng cam kết nó bao gồm là POA tất cả các cái bảng cam kết để chúng ta có thể theo dõi bảng này là bảng L gọi là LPOA để chúng ta được cam kết với nhau và à, chứng nhận với nhau để về việc vấn đề thanh toán thứ hai nữa là chúng ta có thể cập nhật các thông tin ngân hàng, các thông tin quản lý và các gói đầu tư và nó phân bổ ra được hai cái dạng dạng giao dịch của bảo hiểm và dạng giao dịch của cam kết ủy thác đầu tư. Ngoài ra chúng ta sẽ có được các cái tỷ lệ phân quỹ cũng như là các cái tỷ lệ ví A và ví B để chúng ta nạp rút tiền cho nó nhịp nhàng trong trường hợp chúng ta theo dõi các cái thông tin lập tức chúng ta có được các cái quy trình vận hành của GFX với cái tài khoản copy hoặc là các cái tỷ lệ hedging system một trong những cái giải pháp không thua lỗ thứ hai nữa là quy trình vận hành gồm bốn gói gói một gói chuẩn đúng không ạ gói hai no loss với cái lợi nhuận không đến 15 phần trăm tại sao lại có không phần trăm là vì chúng ta có được cái bảo hiểm ở trong trường hợp, trạng thái là À, giao dịch không lỗ không lãi. Tuy nhiên ấy để tìm hiểu sâu chúng ta có thể đăng ký ở gfx.vn và chúng ta theo dõi các cái quy trình để chúng ta hiểu được vận hành của GFX. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Mọi người đừng ngần ngại Zalo David